23 tháng 3, Casio, ứng dụng phi tập trung của Celona bị hack, thiệt hại hơn 28 triệu USD. Ngay sau đó, đội ngũ phát triển đã thông báo trên Twitter chính thức của dự án. Vui lòng không rút tiền, ứng dụng đang gặp trục trặc, chúng tôi đang điều tra và thông báo sau khi có kết quả. Qua truy vết trên dữ liệu blockchain, nhà phân tích từ Crypto Briefing cho biết hacker đang đứng sau vụ khai thác hàng loạt ứng dụng DeFi là một thanh niên 16 tuổi. Người này thường sử dụng tài khoản Discord và Twitter có tên là Arisuha. Hiện tại, tài khoản này đã bị hacker 16 tuổi ẩn đi. Trước đó, tài khoản này từng liên quan đến những vụ rút thảm NFT, bao gồm Balloonville, Doodle Dragon và Firefox. Theo Crypto Free Ring, trước khi thực hiện nhiều vụ rút thảm, Arisuha cố gắng đánh bóng bản thân nhằm trở thành người có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng Solana NFT. Tài khoản này được liên kết với địa chỉ ví bắt đầu bằng 0x61F và sử dụng hình ảnh đại diện là một vật phẩm trong bộ sưu tập Solana MBS. Trên dữ liệu Breakum, công cụ lập bảng giao dịch cho thấy địa chỉ ví 0x61F đã từng nhận một khoản tiền từ sàn giao dịch FTX. Đồng thời, địa chỉ ví của hacker từng nhận tiền từ địa chỉ ví có ký tự đầu là 0xCDD. Ví này từng nhận tiền từ sàn FTX và Binance. Đây là hai sàn giao dịch tập trung yêu cầu xác thực thông tin cá nhân. Hiện tại, phía Casio vẫn chưa tiết lộ thông tin liên quan đến vụ việc hacker này. Đây không phải là lần đầu cầu nối blockchain bị tấn công. Trước đó, Quickbit Finance, một nền tảng tài chính phi tập trung của DeFi, đã trở thành nạn nhân của vụ trộm giá trị cao. Tin tặc đã đánh cắp khoảng 80 triệu USD tiền mã hóa hôm 27 tháng 1.